Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game nha. Thì ngày hôm nay, như cái tiêu đề các bạn cũng đã biết, thì chúng ta sẽ cùng review chi tiết về các cái mô hình kiểu như là các NPC 3D đàng hoàng luôn nha bạn, đến từ Miniworld vừa mới được cập nhật trong phiên bản mới này. Các bạn có thể mua bằng đậu hoặc bằng xu, thì một lát mình sẽ review chi tiết từng cái nhân vật đó cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một khúc quảng cáo. Thì vào ngày mai và ngày mốt, ngày 26, 27 tháng 9, chỉ có 2 ngày duy nhất trong năm 2020 này thôi, các bạn sẽ có cơ hội được săn cho mình 5.000 code quà tặng và hàng trăm những cái đồ trên Miniworld đang chờ đợi tất cả các bạn luôn, để các bạn tìm thấy ở trong cái chương trình sự kiện vô cùng hot, đó chính là sự kiện đào vàng các bạn ơi. Thì cái cuộc săn code đào vàng này thì các bạn, chúng ta sẽ nhìn cái ảnh trên màn hình nha. Đó, chúng ta sẽ có 3 cách để tham gia. Đầu tiên, cách thứ nhất là các bạn có thể vào sảnh liên thông này ha. Chúng ta vào phòng server, các map chúng ta có chữ đào vàng, đó là chúng ta có thể đào thỏa thích luôn. Code sẽ được giấu ngẫu nhiên ở trong những cái map này. Cách thứ hai, chúng ta sẽ vào thư viện chủ đề map đào vàng, tải map và đào cấu trúc ở trên trong đó để chúng ta tìm những cái code được trời ẩn giấu. Và cách thứ ba đó chính là chúng ta hãy xem Nemo TV. Đó, chúng ta khi mà lên Nemo TV, các bạn có thể click vô những cái banner ngay hội đào vàng đó, và các phòng của các streamer đó, chúng ta cũng sẽ có cơ hội nhận được rất là nhiều những cái đồ chơi mini world hơn cho mình nha. Rồi, chú ý là các code chúng ta sẽ được giấu dưới những cái hình thức là những cái bảng tên nè, hoặc là những cái mẫu giấy chúng ta giấu vào những cái gương. Phạm vi nó sẽ có những cái totem ở trên bản đồ mini của mình. Đó, phạm vi cách cái totem đó khoảng 100 block xung quanh cái totem đó. Các bạn nhiệm vụ mình chỉ cần cầm cuốc lên đào vòng chỗ đó thôi. Miễn sao các bạn thấy được những cái bản tên nè, bạn có ghi chữ, hoặc là những cái miếng giấy trong những cái gương mà nó có ghi code ở trên đó, thì mỗi cái code chúng ta sẽ có những cách thức nhập khác nhau, và ở trong cái tờ giấy hoặc là cái bản đó cũng sẽ có hướng dẫn cho mình luôn. Cho nên các bạn hãy chú ý nha, và chúc các bạn sẽ đào được rất là nhiều những cái code xịn cũng như là những cái đồ chơi rất là hấp dẫn đến từ Miniworld trong cuộc săn tìm đào vàng này nha. Ok, các bạn đừng nên bỏ lỡ, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 26 và ngày 27 là ngày mai và ngày mốt đó, các bạn hãy cố gắng lên nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần intro để trước khi đến với phần tiếp theo. Yo! Rồi, thì ở trong cái bản cập nhật này thì đa số chính là cập nhật skin và các NPC thôi các bạn. Đó, thì đầu tiên này mình sẽ vô phần skin của mình. Thì chúng ta sẽ được cập nhật trong phiên bản này. Hiện tại đây hình như là mình thấy thiếu một nhân vật thì phải, đó chính là bạn robot hình máy bay tiêm kích của mình, đúng không? Cái bạn mà ở khu này nè, đó, hình như hiện tại đang thiếu bạn này, chắc sẽ được cập nhật sau, hiện tại mình chưa biết. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đã được cập nhật một cái skin mới, là cái skin mang tên là Pinkie Pie. Một cái skin độc quyền để đến từ Pony. Pinkie Pie là chú ngựa tiến cùng nổi tiếng nhất, có nghị lực phi thường. Cô bé có một tính cách vui vẻ và hoạt bát, thích chọc phá mọi người và ca hát la 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 la. Cô bé cũng rất là giỏi làm những cái món tráng miệng đó, dạng như là bánh rồi đó. Đó, tâm hồn của cô đại diện cho tiếng cười. Tiếng cười. Rồi, thì ở skin này chúng ta sẽ có hiệu ứng cơ thể là hình trái tim bao quanh xung quanh cơ thể nè, và avatar mở khóa đại diện thôi. Và giá của bạn này là 319 xu nha. Ở mặt cười nè, chắc chắn cái mắt cũng sẽ có chớp mắt, tại vì những cái skin bunny là đa số đều có chớp mắt. Có chớp không? Rồi, bạn nào muốn coi chớp thì mua về trải nghiệm thử nha. Ok, mình bỏ qua. Tiếp theo, ở trong skin DIY của chúng ta cũng có cập nhật hai bộ đồ rất đẹp luôn, mình đang cực kỳ mê luôn bạn, mà hiện tại xu của mình chưa đủ, còn có 101 xu hà, tôi khổ quá mà. Ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ có kiếm đồ lông đao và bộ đồ mang tên rồng xanh dành cho nam nha mọi người. Một bộ đồ trung thu rất đẹp luôn, mình cực kỳ mê bộ này nha. Chắc chắn là mình sẽ mua bộ này rồi, nhưng mà mình không xài kiếm, mình sẽ mua cái bộ đồ này và cái tóc này, tại vì cái tóc con rồng này rất đẹp nha, rồng xanh rất đẹp luôn mọi người. Đó, màu á, khi mà các bạn chỉnh màu á thì cái lỗ tai nè với lại cái viên ngọc nè và cái sừng này nó sẽ là màu ombre chuyển nha. Đó, nó sẽ chuyển từ màu trắng qua màu mà các bạn chỉnh nè, ví dụ đây là màu xanh này không, ombre rất là đẹp luôn, viên ngọc cũng vậy đấy. Cho nên là bộ đồ này rất phù hợp nha, trời ơi quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Rồng xanh, rồng nước nè, cái lỗ tai này là đại diện giống như là dưới nước nè, khá là hay, khá là đẹp ha. Tiếp theo, bộ đồ thứ hai thì chúng ta sẽ có bộ đồ gọi như là Minh Nguyệt Thiên Hà. Mỗi bộ đồ nó có một cái tên khác nhau luôn á mọi người. Bộ đồ này tên là, cái mặt đó là mặt hoa sen nè, tóc là tóc vân hoa sen. Wow. Và cái áo là áo bộ đồ hoa sen luôn mọi người. Chỉ có hai cái này là khác tên thôi, là quạt hồng thơ mộng, cũng khá là đẹp, treo sau lưng nè. Hoặc là chúng ta có thể xài là Minh Nguyệt Thiên Hà cũng được. Ôi cái này là cực đỉnh luôn á mọi người. Cái này như một cái skin luôn á, chứ không phải là skin đi qua thông thường đâu nha. Mấy bạn nữ thì chắc chắn là sẽ khá hợp với cái này. Và cái này có vẻ như là bộ đồ cặp luôn. Đấy, bộ đồ nam nữ này là bộ đồ cặp luôn. Hai người bạn nào mà đó, kiểu cờ rết đồ á, tặng cho cờ rết mấy bộ này cũng rất là tuyệt vời nha mọi người. Đấy, mấy bạn mê liền. Ok, đó là hai bộ DIY mới ở trong lần này. Bên cạnh đó thì trong phiên bản này, ở trong phần thần thú thì chúng ta cũng có một thần thú mới cực kỳ đẹp luôn. Bạn Arthur rất mê cái thần thú này nha mọi người. Đó chính là Trăng Ngọc.
chúng ta sẽ có hai level trăng ngọc và tiên trăng, và những cái thần thú này mình có thể mở ở trong quả mà bằng xu á, các bạn có thể mở bằng xu ở trong vườn, và hiện tại vườn của mình cũng đã cập nhật một cái giao diện rất là đẹp luôn, rất là mới luôn, các bạn hãy cùng tải và trải nghiệm nha. Đây chúng ta sẽ review, trời ơi mình nhìn hai lần rồi nhưng mà nhìn lại lần hai này mình vẫn bất ngờ với cái độ đẹp của cái tiên trăng này nha mọi người. Cái cánh này rất là đẹp luôn mọi người. Với cái tiên trăng này thì chúng ta cũng sẽ có những sức mạnh đấy, chúng ta có thể là thú cửa nhí nè. Thần thú có đặc tính này thì chúng ta sẽ skin một thời gian sẽ tạo ra một thú cửa baby. À, cái này thì giống như tất cả mọi người rồi. Cái hiệu ứng là ánh sao thì chúng ta sẽ phóng lên trên để chiếu sáng. Mình có thể phóng những cái ngôi sao để chiếu sáng trong vòng 15 giây. Và tiếp theo chúng ta sẽ có ánh trăng này là nhấn giữ, là nhảy giống như là bạn kỳ lân vậy đó. Thì nhảy cao giống như bạn kỳ lân vậy đó mọi người. Nhưng mà rơi xuống không mất máu nha. Còn kỳ lân rơi xuống thì vẫn mất máu. Ok, nhưng mà đây chưa phải là cái chính mà chúng ta sẽ review trên cái đoạn clip này đâu nha. Đoạn clip này thì chúng ta sẽ review chính thức về cái kiểu như là, đó chính là những cái mô hình, kiểu như là mô hình NPC hoàn toàn được vẽ bằng 3D đến từ Mini World luôn nha mọi người. Nó là chính thống từ Mini World cho nên là chắc chắn nó phải đẹp hơn rồi phải không? Nhưng mà nó đẹp như thế nào thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review trong cái đoạn clip này nha. Và trước khi review những cái mô hình của Mini World, thêm một cái cập nhật nữa đó là hiện tại mỗi lần các bạn chuyển táp hay là vô phòng hay là phát phòng gì, nó sẽ có một cái hình nền được render từ những cái map rất là xịn ở trong Mini World. Chẳng hạn như đây đó, chúng ta sẽ có một cái map thuyền nè. Đây là một cái map của bạn nào đó mình không biết, nhưng mà được render từ Mini World và để làm nền luôn. Mỗi lần chúng ta thoát map vô map thì nó sẽ có những cái hình nền khác nhau, những này rất là đẹp ha, quá tuyệt vời. Thì trước khi mà review những cái mô hình NPC xịn sò mới của Mini World, thì trên màn hình các bạn đang thấy ha, đây là 8 chiếc xe tăng của Hero Team trong map Hero Tăng mà các bạn đã được chơi rất là nhiều. Và hiện tại vẫn còn đang nằm trên phòng server cho các bạn có thể tiếp tục chơi. Và dự án tiếp theo của mình sẽ boiler một chút xíu cho các bạn, đó chính là những cái phương tiện mới dành cho Hero Team. Và ở lần này cái map mới của mình cũng sẽ có luôn cả các thành viên của Reactor nữa. Và trong tương lai thì có thể là có luôn cả B-Team. Thì các bạn hãy cùng ủng hộ nha. Nhưng mà các bạn nên nhớ là mình chỉ spoiler trong vòng 3-4 giây thôi. Các bạn hãy quan sát thật kỹ và comment cho mình biết là cái phương tiện tiếp theo hay là những cái chủ đề tiếp theo của map mình nó sẽ là cái gì nha. Rồi sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, spoiler nè, lượng. Ok, đây, đơn giản vậy thôi đó, rất là ngắn gọn, xúc tích luôn nha mọi người. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ review được những cái mô hình. Thì các bạn chỉ cần vô một cái map nhất định ha, rồi các bạn mở lên. Đó, các bạn vô, trời ơi, ở đây thấy luôn rồi. Các bạn vô thư viện, vật liệu nè. Và các bạn sẽ bấm vô cái chủ đề cho mình, các bạn sẽ bấm ở đây. Cái mũi tên qua nó sẽ có chủ đề đây. Chủ đề Beyond Blockwork. Đây là một cái chủ đề check out những cái styling 3D model của mình. Thì những cái mô hình này các bạn có thể mua về để add vô map của mình luôn nha mọi người. Và nó rất là đẹp, rất là xịn luôn. Bây giờ mình sẽ review từng cái cho các bạn trước khi mình mua nha. Thì mình đã tính tổng giá trị của tất cả những cái mô hình trong đây rồi. Đậu thì mình không tính, cái gì mình là developer cho nên là mấy cái đậu này chắc chắn mình sẽ mua hết. Còn về su mini á, thì để mua full được hết tất cả những cái mô hình trong đây thì các bạn cần phải tốn là 424 su để mua được hết tất cả các mô hình bán mặt su ở trong đây. Hiện tại mình chỉ còn có 101 thôi, cho nên một lát nữa mình sẽ lựa những cái bé nào mua bằng su mà nó dễ thương cute thì mình mới mua nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với bạn Mel 2. Và bạn này không biết là nam hay nữ nha. Bạn này mình không biết nam hay nữ nha mọi người, nhưng mà chữ Malaya Mel này á, theo như tiếng Anh thì là nam, nhưng mà tiếng Anh cái này là nam. Bạn này là nam đó, mình thấy là nam. Bạn này là nam nha mọi người, xác định luôn đó. Tại vì chữ này tiếng Anh dịch cho là nam, mới đầu mình tưởng là tên riêng cơ, nhưng mà hiện giờ là thật sự là nam. Thì đây là bạn Mel 2 của mình sẽ có một cái ba lô sau lưng. Ba lô của mình sẽ có một bình nước nè. Đó, mình sẽ lưu giúp 360 độ cho bạn xem. Đấy, lúc đầu mình thấy bận cái áo rộng này, mình tưởng là bạn này bạn nữ, nhưng không, hình như là nam. Nam đúng rồi, nam, chắc chắn là nam rồi. Đây là có một cái ba lô du lịch mọi người. Thì có những cái hành động riêng luôn nha. Ví dụ như là đứng nè, đã đứng chốc mà bỏ tay cho túi hiếc ghét không. Đó, tiếp theo là chạy, đó, rất đẹp luôn. Nằm, ngồi tướng rất đẹp nha. Bơi luôn, tấn công luôn, đó. Dỗ xuống đất, tử nạn. Và cái này là khi bị quánh á, đó. Rồi ok, thì mình sẽ mua nhân vật này đầu tiên, 300 đậu lắm. Vô, một nhân vật đầu tiên. Mua xong rồi mới được tải nè mọi người. Tải xuống luôn nha, tải vô cái map này luôn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với bạn Sporty Biggie hả? Đây là bạn heo thể thao hả? Bạn heo thể thao, để xem bạn heo thể thao sẽ như thế nào. Đó, bạn heo thể thao, ôi cute nha. Bạn này cute, có nên mua không anh em? Trộn coi bà chạy kìa, lon ton cái đuôi lắc rồi rồi. Cute hết. Rồi cái mũi chết tim nữa chứ. Tiếp tục là hành động tiếp theo là nằm. Nằm thì không có rồi, không có hành động nằm. Ngồi cũng không có luôn. Bơi có này nha, trời ơi coi bà bơi kìa. Ok, tấn công, đó, cạp. Chết. Tử nạn đó, không phải chết, tử nạn. Tạo dáng hả, tạo dáng bạn nhắm mắt lại. Ok, bạn này có nên mua hơn ta. Thôi bạn này mình khoan bỏ qua bên đi ha. Tại vì mình số của mình hiện tại đang giới hạn, cho nên là mình sẽ chọn lọc chút xíu. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Copy Fish.
đây là như là cá nóc hả? Tạm thời là mình nhìn hình dạng đi, là cá nóc đi. Copy này như là cá nóc hay sao á. Ok, thì đây chúng ta sẽ có một bé cá nóc chui tre. Trời ơi, cái đầu kìa. Cái đầu mấy cái gai này bà nhọn nhọn, nhìn giống như mấy cái sừng vậy mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy. Ồ, bà chạy là bà bơi luôn á. Nằm nè, ngồi nè. Tất nhiên rồi, cá không có nằm bơi ngồi rồi. Tại vì chạy là hành động bơi luôn rồi, tấn công. Tử nạn, ô tử nạn, cái bạn ngụm xuống dưới luôn. Bà chui xuống dưới luôn. Rồi, cái này tạo dáng, ok. Thì bạn này thì cũng mình không thích lắm, mình nhìn không có được lắm, cho nên là mình chưa mua đâu. Vâng, và chúng ta sẽ đến với cái mô hình mắc nhất là bạn Sadotron. Bạn này là bạn mắc nhất nha. Trời bự quá, không thấy luôn. Nhỏ lại xíu, nhỏ lại. Ok, thì đây là bạn boss. Rất là siêu khủng luôn mọi người. Cái bạn này thì bạn Thiện Chuối đã mua rồi nè, Thiện Chuối trong Redactor đã mua và đã cũng đã đăng trên group cho các bạn xem rồi nè. Đó. Thì chúng ta sẽ cùng xem hành động của bạn này nha. Đầu tiên là hành động đứng rồi đó, rất là ngầu luôn, đúng là boss nó khác. Chạy, chạy thì như đứng thôi. Tại vì cái này đúng rồi, tại vì cái này nó kiểu dạng bay mà, cho nên chạy cũng như đứng thôi. Nằm thì cũng chưa có luôn. Ngồi. Bơi không có luôn. Tấn công. À, tấn công là chắc xài một form rock rồi. Mình thấy là những cái animation hiện tại đang xài form rock nha. Không biết là khi tải những cái mô hình này về mình có làm hành động riêng cho những mô hình này được hay không thì một lát mình sẽ tính sau. Nhưng mà hiện tại là mình đang xác định được một điều là đang xài một cái form gốc cho tất cả những nhân vật nào có tai luôn. Còn những nhân vật bé thì cũng xài một cái form gốc luôn. Thì mình sẽ review tiếp ha. Sadotron này mắc quá chưa mua đâu. Chúng ta sẽ đến bạn bạn Must Bloom. À, bạn nắm gì đó không biết nhưng mà bạn này cũng khá là cute. Mở rộng lên nè. Chắc là mình sẽ mua bạn này tại vì sắp tới mình có làm những con map kiểu như là cần có mua bé mọi người. Cho nên chắc mình sẽ mua bạn nắm này. Ok, mua nha. Trời ơi, nói là mua chứ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Angel hả? Bạn này tên gì khó đọc quá. Nhưng mà thanh niên này nhìn nó khá là dị mọi người. Cái này làm thuốc cưỡi hơn chuyện hết bài luôn á. Coi coi bà chạy kìa hả? Bơi nữa nè, bơi không có vật cánh được nha. Tấn công bằng mỏ, ơi bạn này tấn công khác nè. Bạn này tấn công bằng mỏ nha hả? Đây là tử, trời bạn này từ bả tử bất bất từng đời rồi. Ok, nói chung mình không mua bạn đó đâu. Nhìn bạn nó kỳ kỳ. Nhưng mà mình sẽ mua bạn này nè. Bạn Mini Store 24 xu hả? Chắc chắn mình sẽ mua bạn này rồi. Tại vì bạn này là một kiểu như là nhìn cũng khá là khủng á. Mà nó sẽ vừa cái tầm tiền hơn là bạn 40 xu kia. Cho nên chắc là mình sẽ mua bạn này. Đó, bạn này là bạn bò hả? Bạn Mini Store. Ôi mọi người ghê lắm mọi người. Vô trên lưng nè. Mình sẽ làm một con boss trong map của mình. Chắc chắn mình sẽ mua bạn này lùm luôn. Ok, hiện tại thì mình còn khoảng 69 xu thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ review tiếp. Ok, bạn Mel 1, đây là nam 1 nha mọi người. Đây là nhân vật nam số 1, còn bạn ở trên là số 2. Thì hình như là hai nhân vật này giống nhau, chỉ khác bộ đồ thôi thì phải. Nói chung là mình sẽ mua luôn, mấy bạn này thì sẽ hành động nó mặc định như nhau thôi. Nhưng mà rất là đẹp ha mọi người. Đằng sau lưng thì chúng ta sẽ có kiểu như là hai cây. Cái này tấn chạy hay khúc con cầu mình không biết, tại vì không có cầm ra ngoài. Nhưng mà cũng rất là đẹp, cho nên mình sẽ mua luôn. Ok, tải xuống luôn. À chết cha, mình chưa tải bạn Mini Store sau này trước. Bạn Mushroom như là bạn này. Ok, chúng ta sẽ đến với bạn Jack. À, cái này là bạn Linh Cẩu. Linh Cẩu lai cáo hả? Không phải Linh Cẩu lai con gì không biết, nhưng mà nhìn khá là đùa mọi người. Ok, nói chung là bạn này là làm map cũng được này, nhưng mà mình không thích cái này lắm cho nên mình không có chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Dudek. Trời, mua liền. Quá là cute lắm. Khỏi nói nhiều, 16 xu lắm. Trời, quá luôn. Đó, rồi. Bạn tiếp theo bạn Snow gì đó. Ajax hả? Snow Ajax hả? Không biết luôn, nhưng mà bạn này có chút xíu à. Ôi ơi, bả chút chết à mẹ ơi. Bạn này giống như là con của các bạn ở trên vậy. Bạn này giống như là con của các bạn á. À, đúng rồi, hình như là hai cái tên giống nhau luôn nè. Đúng rồi, bạn này là con rồi. Mua luôn đi. Có mẹ là phải có con. Lụm. Trời ơi, tiền là biển cả mọi người. Vấn đề là không có tiền thôi. Lụm nè. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến mà. À, bạn này là bạn Post. Bạn này nhìn khá là giống với bạn Jack bên kia. Hay là bạn này là con của bạn này nhỉ? Hai bạn này là bằng giá tiền nhau. Nhưng bạn này là kiểu như phiên bản hiền nè. Hả, cái bạn này phiên bản hiền nè, bạn cáo này phiên bản hiền mọi người. Còn cái bạn Jackcon này á, nhìn khá là giống Linh Cẩu lại cáo, mà nhìn có vẻ ác. Vậy có nên mua bạn này không? Khoan nha, mình còn 45 thôi, mình sẽ xuống ship một chút xíu. Nếu như mà ở dưới mình không mua được bạn nào thì mình sẽ lên mua bên đây. Thì bây giờ những bạn mình sẽ mua thì mình sẽ đánh dấu tim vô trước đi. Đó, mua rồi và sẽ mua, sẽ đánh dấu tim để một lát mình chọn lặp lại nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ xuống tiếp ở dưới. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bạn Rumru. Bạn này so cute. Bạn này là một bạn cua lấy nắm mọi người. Bạn này là bạn nắm nè, nhưng mà ở dưới là cái người ở dưới là cái chân là cua. Lụm luôn, nói nhiều làm gì. Cái bạn này quá dễ thương rồi. Mình thích những cái gì cua te như vậy á mọi người. Cho nên mình sẽ mua. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn Femeron gì đó. Không biết đọc sao, nhưng mà bạn này để coi coi. Bạn này là cái đuôi là đuôi cáo nè, hay chồn hồ ly gì, nhưng mà cái người lại là cái người của con chim. Khá là lạ mọi người. Nhưng mà bạn này khoan đi, không mua đâu. Ok, chúng ta sẽ đến với một cái sinh vật kiểu như là mắt mắt thứ nhì,
sau cái bạn boss hồi nãy là sinh vật bạn này là bạn Sabi Mammoth gì đó. Thì bạn này là một Mammoth gì đó. Nói chung bạn này là một bạn voi mà lai với lại con gì đó mình cũng không biết nữa. Nhìn khá là lạ ha, nhưng mà mắc quá à. Chưa đủ tiền, bạn này chắc để đợt sau mua quá. Cho một cái team vô. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn Bolafis. Trời. Bạn nhìn theo. Cái này nó nhỏ xíu. Cái này nó bự cho bá lửa mà bấm vô cái này nhỏ xíu xíu à. Ok, tôi không hiểu gì luôn, nhưng mà bạn này cũng dễ thương quá, có nên mua không? Bạn này cũng so cute quá. Mua luôn đi. Mình thích mấy cái dễ thương như vậy này, nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy mọi người. Cho nên là mình phải mua thôi. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại Jellyfish. Kiểu như là một bạn sứa hả? Bạn này cũng cute nè. Ôi, nó lụm luôn, nó nhiều làm gì? Bạn này không đẹp nha, bạn này bỏ qua đi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn Demon Fat, một con dơi gì đó. Dơi like với cái gì đó, like với quỷ hả? Demon. Bạn này thì mình chắc chắn mình sẽ mua rồi. Tại vì hồi sáng mình review chung với bạn Arthur là mình sẽ nói bạn mua, mình mua bạn này để mình làm map tiếp theo. Chết trời, tôi còn có 5 xu à mọi người. No. Rồi sau khi mà mua xong thì mình sẽ thử kiểm tra mấy cái nhân vật đó trong map của mình xem là mấy bạn đó sẽ xuất hiện như thế nào nha. Ủa mấy bạn đó nó nằm lưu ở đâu vậy ta? Hiện tại thì mình sẽ thử kéo trong thư mục chính, tại vì thường mình tải mô hình là sẽ nằm trong thư mục chính. Thì mình sẽ kéo tút dưới để coi là mấy bạn đó có nằm ở trong đây. À đúng, mấy bạn đó sẽ nằm ở trong đây. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra thử. Bạn này nằm ở số 1 nè. Bạn số 2 mình sẽ review mấy cái nhân vật con người trước. Còn sinh vật thì mình sẽ review sơ thôi nha mọi người. Mình sẽ review những bạn nào mà tiêu điểm thôi. Đó, chẳng hạn như bạn cua này, cute nè, với bạn sứa nữa. Đó. Thì hiện tại ở đây mình mua được bao nhiêu đây thôi. Như mà nãy mình thông báo á, các bạn muốn mua full hết mấy cái nhân vật này thì chúng ta cần tốn là 424 xu nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ các bạn phía mấy một. Đây, bạn này đứng kìa. Quýnh bùng luôn nha. Đấy. Bạn này nữa. À, tiến sĩ Mr. Cyberpunk của chúng ta rất là ngầu luôn, đẹp trai, đẹp trai. Hai bạn nam này cũng đẹp trai luôn mọi người. Đấy, sắp tới chúng ta có thể làm map dựa trên những nhân vật này. Sắp tới các bạn hãy đợi chờ cái map của mình làm bằng những nhân vật này nha. Ok, nhân vật female của chúng ta, bạn nữ của chúng ta thì có một bạn gấu rất là cute phía sau. Wow, đẹp nha. Rất là cute luôn mọi người. Thử bạn này coi. Bạn này là bạn quên rồi. Nhưng mà Demon gì đó. Đây, bạn này cũng rất là cute. Bạn này cáo là dơi hay gì? Demon Bat đúng không? Dơi quỷ đúng không mọi người? Đây, dơi quỷ. Rồi, tiếp theo bạn này rất là bự. Bạn này bự nhất luôn. Bạn này mà các bạn có thể mod cái login thú cưỡi vô á thì các bạn có thể cưỡi được bạn này luôn nha. Thì sắp tới mình sẽ làm video mình cưỡi thử cho bạn xem. Ở đây là bạn cua chút xíu nè và bạn sứa của chúng ta nữa. Đấy. Rất là xịn luôn. Ghê nha. Quá ghê luôn. Ok các bạn ơi, và chúng ta đã review sơ sơ tất cả những cái nhân vật 3D ở trong phiên bản mới của Mini World rồi. Và những cái nhân vật này chúng ta có thể mua bằng đậu hoặc bằng xu để có thể add vào map của mình làm những cái sinh vật rất là xịn sò trong thời gian sắp tới luôn nha. Mỗi sinh vật đều có những cái animation, những cái hành động riêng của nó luôn. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể tải về để làm map cho xịn hơn nha mọi người. Chúc các bạn sẽ có những map xịn sò trong tương lai. Bạn nào có những map nào hay từ những nhân vật này thì bạn comment bên dưới để mình tải về mình chơi thử nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video như phút này, và nếu như bạn thấy hay các bạn hãy cho mình một like, chia sẻ với bạn bè, bấm nút subscribe để chúng mình ký chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai. Và đừng quên là vào ngày mai, vào ngày 1, 26 và 27 Tây thì chúng ta sẽ có một cái event đào vàng với những 5.000 code cực xịn sò, từ đồ chơi cho đến những món đồ DIY hay là những cái skin ở trong Mini World nha, các bạn đừng bỏ lỡ. Các bạn nào muốn cập nhật những thông tin mới nhất hay nhất của Redactor trong thời gian sắp tới thì các bạn cũng có thể truy cập vào cái group Facebook của Redactor, trạm không gian Redactor, để các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất của tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, see you again. Tạm biệt. Yeah. Oh yeah. Hey.